Kính thưa quý vị, Tổng thống Obama công bố tên nghi phạm khủng bố vừa mới bị bắt sống, Al Libby, đã giúp thực thi các kế hoạch giết dân chúng Hoa Kỳ. Tin từ Washington DC, Tổng thống Barack Obama trong ngày 8 tháng 10 năm 2013 đã lên tiếng mạnh mẽ biện hộ cho sự quyết định ra lệnh cho biệt động quân xâm nhập Libya và Somalia vào cuối tuần vừa qua và cho rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nhắm vào các mục tiêu liên hệ với Al-Qaeda tại Africa, nhưng đồng thời cũng công bố Hoa Kỳ không có ý gây chiến với bất cứ quốc gia nào trong các cuộc xâm nhập, tàn phá tổ chức khủng bố. Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ có quyền xâm nhập bắt sống một thành viên Al-Qaeda tại thành phố thủ đô Tripoli, Libya và đưa tên này ra khỏi Libya để đối mặt với pháp lý. Cũng tại cuộc họp báo này, ông Obama còn công bố cuộc hành quân này không phải là cuộc hành quân cuối cùng. Nghi phạm Najib al-Raghi cũng được biết đến qua danh hiệu Abu Anas al-Libby, hiện đang bị giam trên một chiến hạm tại biển Mediterranean, nơi hắn đang bị tra hỏi bởi một nhóm điều tra ưu tú của Hoa Kỳ. Trong cùng ngày, ba thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa đã nói rằng nghi phạm al-Libby là nghi phạm của hai vụ đánh bom tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kenya và Tanzania vào năm 1998 mà đã giết hại 224 thường dân. Cả ba đều đồng ý nên giam tên nghi phạm khủng bố này tại trại tù nổi tiếng Guantanamo Bay, Cuba. Nhưng chính phủ Obama có thể sẽ không đưa tên này vào trại tù đó. Theo một quan chức Hoa Kỳ, thì nghi phạm al-Libby có thể sẽ phải đối mặt với tòa án liên bang tại thành phố New York, nơi đã ra bản cáo trạng đối với hắn. Cuộc bắt sống thành công al-Libby và một cuộc xâm nhập bắt sống không thành công một tên khủng bố khác tại Somalia cho thấy chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng dùng bộ binh vào các quốc gia Phi Châu để bắt các nghi phạm khủng bố.